Điều hòa đang bộ đến năm sau đi. Ở đây mà. Không phải hình như cái quạt nó đưa lên phía trên này đó. Chị đây mà sao biết mà làm kìa. Hư là phải đưa danh bi. Trang chưa con cắn nó ra muốn tận sẵn nó có cũ rồi chứ trong cùng nó camera thấy mà lúc bây giờ người hết hết luôn, khách vừa đi xa cái là bà té bông vải xương không cái chị kia, bà đứng ngay ngủ ngay luôn mà tội nhỏ. Ta còn xin mời đó, nó nhấc thịt em, lại đang cái tội hai chân hay bỏ cái ghế nữa là lúc té là mắc hai chân cái ghế. Ngu. Em vừa bên cạnh em không hiểu gì như thế đó. Cái âm hồi xưa ở 135 ta té ghê lần rồi đó.
Ồ má mẹ. Ê cái đích dễ sợ. Tái mà Dũng My là ai nó cứ râm một cách kinh khủng luôn. Ở dưới nhà còn nghe rung chuyển luôn. Chị té kinh đó. Chị động đất luôn. Alo. Giờ em hai người qua nè, nhưng mà cái chỗ mà kiệt 356 trên 356 trên 38 Hoàng Diệu nó khó tìm quá. Chị còn có địa chỉ nào không? À, 20 Tân An 2 em. Không, cái đó ở cái chỗ mà Lê Đình Lý nó còn không? Lê Đình Lý chị nghỉ lâu rồi em. À 356 Hoàng Diệu là chỗ kiệt 7, chỗ cà phê Milano em. Cà phê Milano. Ngay chỗ cà phê Milano. Ờ, à, cái đi thẳng nó vô. Nó gần đó chị không, chị đó nó gần chị. Tại vì hôm qua em đi tìm mà đi tìm không ra, cầm đi về. Ồ, trời trời trời. Em gõ Google 356 Hoàng Diệu lặn ra thôi. Em gõ là 356 thôi, đừng có trên 38. Em gõ 356, từ đó là em đi vô là ra thôi gì. À, 356 Hoàng Diệu. Đúng rồi. Gần bệnh viện dạ, phụ dạ, nữ đó, cái đoạn đó đó. Giờ em bấm là 356 Hoàng Diệu chứ không phải là 38 Hoàng Diệu đúng không? Đúng rồi, 356 em. Dạ 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 em cảm ơn. 356 em cứ gõ rồi lần ra. Dạ. Bây giờ hai người gai chị. Ok ok em. Nhưng mà họ gây cũng ra răng á. Chị ơi, chị có ở dưới nó không? Em chở con bé xuống lầu có mạc á chị. Có. Rồi.